sườn lưới chất lượng nhất gửi tới các bác tất cả các loại mẫu lưới. Hôm nay thì em đang tải chủ yếu là về lồng cua và về dòng lưới bắt quái mắt 2 ly. Một mẫu để cho các bác anh nhà mình đánh tép, đánh tôm nhá. Trong thời gian gần đây thì sườn lưới em đang làm ngày làm đêm để gửi cho các bác, bởi vì đang vào mùa đánh cá đánh tôm. Quay cho các bác về cái dòng lưới đặt của bên em này. Đầu tiên các bác nhìn những cái hòm so le kia, và những cái hòm này sẽ là hòm trúc để cho những cái dòng cua cá tôm vào sẽ không có lối ra. Và đặc biệt lưới thì các bác anh nhà mình chắc chắn là chỉ tìm thấy mẫu lưới đẹp nhất như này ở xưởng bên em thôi. Đây, em quay thật gần. Đấy, các bác anh nhà mình nhìn qua video như này thì nó là màu xanh, và thực tế bên ngoài các bác nhìn nó sẽ đẹp hơn như này rất chi là nhiều. Đấy, và dòng lưới tốt như nào thì em cho các bác xem nhé. Nó sẽ là một cái mẫu lưới mà không bay không xù, và nó đanh chất lưới như thế này này. Sử dụng càng lâu càng chắc chắn, chứ không bao giờ nó có chuyện nó nhão ra đâu nha các bác anh nhé. Và cái sợi cước bên trong rất chi là to. Đây, sợi dây bên trong để cho các bác kéo này. Đấy, các bác nhìn nhé, sợi kéo của bên trong đấy. À, bên em sẽ làm vô cùng là chắc chắn như này để cho các bác sử dụng siêu bền. Để cơ bản ở chất lưới tốt nữa cơ. Thì hôm nay em sẽ đăng tải từ các bác là loại 15 khung, 19 khung, 24, 21, 24 và 29 khung. Và đây là loại 19, là loại phổ biến là được các bác dùng rất chi là nhiều. Khung của nó sẽ là khung 30, cách nhau 20 và cao 20. Với cái 15 khung nó đang là 4m các bác ạ. 15 khung nó đang là 4m, là một cái mẫu mà các bác anh nhà mình đánh phổ biến luôn. Đây là đuôi của nó nhé, tính tổng cả đuôi sẽ là 4m. Và mẫu lưới bắt quái này các bác anh nhà mình chỉ cần thả qua một đêm là mai đã có tôm, tép, cá, đấy, cua. Và đặc biệt với cái mẫu lưới này các bác cứ thoải mái cho em nhé. Mua một lần sử dụng 5, 7, 10 năm thoải mái cho em. Và bên em sẽ miễn phí vận chuyển từ 5 cái khi các bác đặt lưới bắt quái. Còn về lồng cua thì bên em đang rất chi là nhiều. Lồng cua hiện tại em có 1 khuy và 2 khuy. Và đây là mẫu 2 khuy. Đấy, mẫu này thì các bác đi đánh ghẹ biển, đánh cà ra nhé. Và với cái chất liệu lưới thì đây là một cái dòng lưới to nhất đây, bao chất cho các bác luôn. Khung thì là khung thép chống rỉ, mắt của nó sẽ là mắt 2 phân các bác ạ. Đấy, và với dòng đây thì các bác mở khuy ra ở đây nhá. Mở khuy ra. Đấy, đo chiều rộng của lưới cho các bác xem. Khung đây này, 20 này, 40 này, 60. Cái này nó rơi vào tầm 70. Và nó rộng thì sẽ là tầm độ 45-50cm các bác ạ. Đấy, mình sẽ đặt một cái hẳn ở đây cho các bác anh nhà mình được xem nhé. Cái này hiện tại em đang có 1 khuy và 2 khuy đấy. Và khi xem được video này, các bác anh nhà mình mà đang xem tới xưởng lưới của bên em, mà đang muốn mua lồng bắt cua, bắt cá, bắt tôm hoặc lồng 33, em có hết đây. Còn đi đánh cua đồng thì sử dụng mẫu 1 khuy này các bác này. Đánh cua đồng thì cần sử dụng mẫu 1 khuy để em nói. Cứ một tối lửa cân cua ngon lành nếu đánh ở vùng nhiều cua nhé. Các bác nhìn cái lưới nó đanh sành chắc đây kia, và khung thép của nó thì phải gọi là chất lượng số 1. Có đây cái lồng 33 này. Lồng 33 này các bác anh nhà mình, đây là lồng 3 hom với chiều cao là 30 và mặt ở đây sẽ là mặt 50. Có dây sách để cho các bác anh nhà mình sách nhá. Đây. Các bác này, mở 33. Đấy, rất nhiều bác tìm cái lồng 33 tốt nhưng chưa tìm thấy đâu thì hãy tìm ngay ở bên em, có mấy chục ngàn một cái thôi các bác ạ. Thế thì qua video này, bác nào anh nào mà đang muốn sử dụng chiếc lồng 33 này, các bác hãy liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại em để ngay trên màn hình video. Và nhớ cho em xin một like, nhấn chuông và nhấn nghe đăng ký kênh này để xem được rất nhiều sản phẩm hay của bên em nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Mua ngay gọi số điện thoại trên màn hình video các bác nha.